Chúng tôi Trần Hùng Tiết xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, cứ mỗi năm vào tháng 4 thì người Việt chúng ta lại bồi ngồi nhìn lại quá khứ, nhất là vào ngày 30 tháng 4, ngày chúng ta phải bỏ nước ra đi. Năm nay cũng trong ý tưởng đó, chúng tôi mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những ngày dẫn đến và những hình ảnh đã đưa đến cái ngày chúng ta mất nước như thế nào. Trong cái studio của chúng tôi hôm nay, chúng tôi có mời được ông Nguyễn Trung Nam, là trung tâm trưởng của trung tâm văn hóa Lạc Việt, đã sưu tầm cũng như là có những cái hình ảnh và những bài báo chí trước cái ngày Việt Nam miền Nam chúng ta sụp đổ. Thì chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi bài nói chuyện của chúng tôi hôm nay. Xin kính chào Nam. Kính chào anh Trần Hùng Tiết, kính chào quý vị khán giả. Kính dạ. Thưa quý vị, anh Trần Hùng Tiết, chúng tôi được hân hạnh đến đây cùng với anh Tiết. Trước tiên chúng ta sẽ ôn lại và nhắc nhở lại những hình ảnh, những ngày tháng lịch sử nhất của tháng 4 vào 1975, những ngày mà có thể nói là đau thương và uất hận mà chúng ta bây giờ gọi là ngày tháng 4 đen. Dạ vâng. Thì trước mặt quý vị và anh Trần Hùng Tiết, chúng tôi có sưu tầm một số những bài báo cũ của miền Nam Việt Nam chúng ta cho đến vào tháng 4, và cũng như một số hình ảnh báo từ các phóng viên Mỹ đã ghi lại ít ra, và một số những hình ảnh mà chúng tôi sẽ cùng gửi đến quý vị tiếp sau đây. Dạ, cảm ơn anh. Và kính thưa quý vị, như anh Nam vừa trình bày đó, là những hình ảnh này được phóng viên ngoại quốc chụp, và anh Nguyễn Trung Nam là người đã sưu tầm những tấm hình này. Chúng tôi cầm trong tay của chúng tôi ở đây là một tập hình ảnh, và chúng tôi có rất nhiều hình ảnh, nhưng mà chúng tôi hôm nay tượng trưng một ít hình ảnh mà từ đầu tháng 4 cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975, những bài báo nói gì và những hình ảnh nói gì và những cuộc chiến nói gì trong những cái ngày dẫn tới ngày 30 tháng 4 của chúng ta. Và sau đây chúng tôi cũng có một số báo của miền Nam chúng ta viết, và những cái tờ báo đã nói gì và những tờ báo này có những cái diễn biến là như thế nào về cái cuộc chiến của chúng ta trước cái ngày 30 tháng 4. Thì chúng tôi mời quý vị theo dõi với chúng tôi một số hình ảnh như thế này. Thì bước đầu chúng tôi là đi theo chúng ta theo từng tự của từng ngày tháng mà chúng ta hiện có được hôm nay nghe anh Tiết ha. Dạ vâng. Thì trước mặt anh Tiết là cũng như quý vị, cái tờ báo mà chúng tôi muốn được trình bày trước tiên đó là tờ báo Độc Lập. Tờ báo này phát hành vào ngày 9 tháng 4 1975. Thì quý vị sẽ thấy, quý anh Chiết thấy những cái hàng tin lớn, đó là những hàng tin đã xảy ra trong ngày dạ 9 vâng. tháng 4, như là cái tin đầu tiên là F5 dội bom Dinh Độc Lập, gia đình tổng thống Thiệu vô sự, thủ đô giới nghiêm 24/24. Và rất nhiều những cái bài vở mà diễn tả về những cái trận chiến, thời cuộc, tình thế lúc đó. Dạ vâng. Chúng tôi nhận thấy là có một bài rất là hay, đó là bài của ông Phan Nhật Nam vào ngày 6 tháng 4 1975, trên vùng trời Phan Rang, có tựa là "Tôi bay trên biển cả, nhìn đoàn tàu vất vả xuôi nam". Dạ vâng. Thì như quý vị đã thấy là những cái này là những bài viết vào ngày 9 tháng 4 năm 1975, và có những cái hình ảnh như vậy, có những bài báo viết như vậy. 300 binh sĩ lực lượng đặc biệt đổ bộ lên Nha Trang. Thì như quý vị thấy, đây là một cái gọi là, nếu mà chúng ta tưởng tượng lại hoặc hồi tưởng lại thì chúng ta thấy là một chiến tích lịch sử mà những ngày như vậy chúng ta vẫn còn tiếp diễn, và thấy sự liên tục của trận chiến vẫn còn xảy ra, và xảy ra rất là quyết liệt, và miền Nam chúng ta chưa có thấy một cái sự gì gọi là ngã ngũ cả, hoặc là chưa có một cái dấu vâng, tích thì, gì trong tất cả như, các bài báo như, này. Như anh Tiết và như quý vị thấy, nếu mà chúng ta nhìn vào những tờ báo này, dạ chúng vâng. ta sẽ thấy là những cái tình hình lúc đó. Chúng ta dạ có vâng. thể tưởng tượng là cái tình hình và cái tinh thần của người dân của chúng ta lúc đó như thế nào. Dạ vâng. Lúc đó cũng chúng tôi cũng ở trong cái tình trạng đó. Chúng tôi cũng đã trải qua những cái tâm trạng, những cái sự mà hoang mang, những sự là rất là âu lo. Dạ vâng. Theo những cái bài báo này, đó những cái bài báo đã đem đến cho chúng ta những cái tin tức và những cái tình hình mà lúc đó. Dạ vâng. Thì ngoài những bài báo ra, thưa quý vị, chúng tôi cũng có thêm những cái số hình ảnh để phụ trội vào. Thưa quý vị, đây là một cái tấm hình chụp vào ngày 23 tháng 3.
và vẫn cho thấy là nữ quân nhân vẫn đang tiếp tục đi sẵn sàng ra chiến trường. Dạ vâng. Dạ. Và cũng có một tấm hình kế tiếp chúng tôi nhận được ở đây, là đây là những tấm hình viết về về những ngày đầu của tháng 4, tức là ngày hôm nay là April 1st 1975, tức là ngày 1 tháng 4 năm 1975. Đây là một tấm hình từ trận địa. Nếu anh Tiết dịch lại thì sẽ thấy rõ ràng là họ ghi chú thích đây là báo từ tấm hình từ AP, dạ vâng, tức là Associated Press. Và chúng ta thấy là chúng ta bắt đầu di tản từ Đà Nẵng. Thì đó là những cái tấm hình mà chúng ta thấy là từ đầu tháng 4, và chúng ta thấy tiếp tục là từ đây tờ là... này rất là đặc biệt là tại vì nó phù hợp với lại cái hình ảnh cái tin tức của cái tờ báo vào 9 tháng 4 Vũng Tàu. Ở đây là ghi rất là hay, anh Tiết nhìn thấy họ ghi là 10 tháng 4. Dạ vâng. Mà đây là ngày 9 tháng 4. Dạ vâng. Và cũng là hình ảnh, đây là Vũng Tàu cuối đường chạy loạn. Dạ vâng. Và đây là chính là hình ảnh mà phóng viên Mỹ đã chụp lại, đó là các hình ảnh mà dân chúng chúng ta cố gắng leo lên tàu để vượt biển từ Vũng Tàu đi về Sài Gòn. Dạ vâng. Đó là thì như quý vị đã thấy thì trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra trong những ngày 10, ngày 11, ngày 12, ngày 13, tức là rất giữa là tháng 4 rất là sôi động và một số địa điểm giống như là Vũng Tàu đã giống như là đã thất thủ, hoặc là chúng ta bắt đầu đã di nản vào và Sài Gòn. Dạ vâng. Thì cũng theo cái đà này, thưa quý vị, chúng tôi không có những cái tờ báo vào ngày 11, 12, 13 hoặc là trở đi, nhưng mà cái tờ báo kế tiếp của chúng tôi có đây là ngày 26 tháng 4, cho nên chúng tôi xin trở về cái vấn đề là hình ảnh. Đối với báo chí thì chúng tôi có cái tờ báo như anh Nam mà chúng tôi vừa trình bày là ngày 9 tháng 4, và ngày kế tiếp của chúng tôi có là ngày 26 tháng 4. Nhưng mà hình ảnh thì chúng tôi có thêm những cái hình ảnh từ ngày 13 tháng 4 trở đi. Thì để chúng ta tiếp tục cái câu chuyện đó, thì chúng ta cảm thấy là trận chiến nó vẫn tiếp tục, tức là từ ngày 9 và tới ngày 13 thì chúng ta có những cái tấm hình gọi là rất là hay, không phải là hay, nhưng mà những cái chiến thắng hoặc là cái cuộc chiến ở Xuân Lộc mà chúng ta thấy được là vẫn kính thưa quý vị cũng như anh Tiết, cái ngày tháng 4 là được, khi mà nói đến cái lịch sử của ngày tháng 4 đó thì không ai mà không có thể mà quên được cái trận đánh cuối cùng của Xuân Lộc. Đó là trận Xuân Lộc, đó là một trận đánh cuối cùng rất là hoài hùng, anh dũng và kiêu hùng nhất cho quân đội Việt Nam. Trong quân đội Việt Nam là lần trận đánh cuối cùng, đó là trận đánh của mặt trận Xuân Lộc. Chúng tôi được biết rằng là ở mặt trận Xuân Lộc là tướng Linh Minh Đảo, người đã chỉ huy cuộc trận đánh này. Dạ vâng. Cùng với là sư đoàn 18 đã chặn đứng được sự tiến công của đoàn quân các sư đoàn của Bắc Việt. Dạ vâng. Và ở trong trận Xuân Lộc này, chúng tôi được biết rằng là có hai trái bom CBU được thả xuống vào trận Xuân Lộc. Thì dạ, đây là những cái hình ảnh mà thì quý vị thấy đó, như khi chúng ta nhìn thoáng qua thì quý vị có thể thấy là đây là cái cờ đỏ búa liềm. Chúng tôi không phải là muốn trưng cờ đỏ búa liềm, nhưng mà đây là các anh hùng trận Xuân Lộc bên miền trong Nam những Việt Nam. ngày đầu chiến, dạ, thắng, vâng, và khi chiến thắng đã tịch thu được, đây là chiến lợi phẩm. Đúng rồi, còn hai chúng ta, dạ, thấy có hai ba lá cờ. Dạ vâng. Lá cờ thứ nhất đây nằm phía sau, lá, dạ, cờ, vâng, Trung Cộng, và lá cờ đây là cái chữ quyết thắng thôi. Thì chắc là nhờ anh Tiết dịch cái phần này. Dạ vâng, thì cái câu này là nói là Xuân Lộc, Vietnamese government troop wave communist flag seized, tức là đã chiếm được trong khi đánh cái trận Xuân Lộc vào ngày 13 tháng 4, 75. Thì đây là một cái tấm hình mà chúng tôi có sưu tầm được. Và như quý vị thấy, sau cái ngày 13 tháng 4 thì chúng tôi có tiếp những tấm hình là của ngày 14 tây. Và 14 tây là như thế nào? Khi mà chúng tôi có những cái cũng là từ Xuân Lộc, thì khi 13 tây chúng ta chiếm được thì bắt đầu là chúng ta vào để giúp cho dân của Xuân Lộc. Lúc bấy giờ thì quý vị thấy dân bắt đầu tới những chiếc máy bay và có những chiếc xe tới lúc đó là cứu trợ cho dân Xuân Lộc. Lúc bấy giờ thì cái ngày này là ngày 14 tây tháng 4, đây cũng là 14 tây tháng 4. Và quý vị thấy tiếp tục chúng tôi có những cái tấm hình vào ngày 21 tây tháng 4, cũng là ở Xuân Lộc. Thì đây là những cái tấm hình mà chúng ta thấy là dân Xuân Lộc bắt đầu đã di tản, hoặc là có những tấm hình mà chúng ta thấy là rất là đau thương trong thời lúc bấy giờ này, là những tấm hình dân đi và các anh hùng trong quân đội đã giúp dân. Và như quý vị đã thấy, đây cũng là ngày 21 tây tháng 4 năm 75, cũng tại Xuân Lộc, thì chúng ta thấy là các anh lính giúp cho những người bị thương, bị pháo kích lúc bấy giờ
Đó, quý vị thấy rất là thương tâm lúc bấy giờ này là lính vừa đi đánh giặc xong vừa, là còn vừa phải bảo vệ, là bảo vệ. Vừa dạ, vâng. Cứu đất đồng bào. Dạ vâng. Thì đó là những hình ảnh rất là... Thì đó, thưa quý vị, chúng tôi hôm nay dẫn quý vị lại những ngày vào tháng 4 năm 1975 và chúng tôi có những tấm hình từ Xuân Lộc và kế tiếp là chúng tôi muốn trở lại với quý vị là tờ báo những ngày kế tiếp thì để chúng ta thấy là diễn tiến đó. Thì ngày kế tiếp chúng tôi thấy đó là ngày 26 Tây, thưa quý vị, đây là cái ngày 26 Tây tháng 4 và trong tờ báo của miền Nam nói gì tờ Trắng Đen thì quý vị thấy đây là ngày 26 Tây tháng 4. Thì thời bây giờ này mình sẽ thấy là anh Nam có một cái này Tiết thấy rất là hay anh Nam, là nói là ông tướng Nguyễn Cao Kỳ họp báo sẽ có một hội nghị Duyên Hồng trưng cầu dân ý nên hòa hay chiến. Mà ngày này là ngày 26 tháng 4 thì chúng ta còn dân ý là nên hòa hay chiến là sao? Tiết không hiểu cái vấn đề lịch sử trong cái đó. Anh Nam có hiểu rõ cái này là như thế nào không anh Nam? À, anh Tiết là tôi cũng không có nằm ở trong cái chính trường, thành ra tôi cũng không có biết. Dạ vâng. À, lúc đó thì cũng như người dân khác, chúng tôi chỉ là người dân sự, cũng chỉ là theo dõi và là quan tâm đến tình hình đất nước. Thì cái ngày này là chúng ta thấy là ngày 26 tháng 4 là cái ngày cũng như là chỉ còn 4 ngày nữa là ngày 30 rồi. Dạ vâng. Là tình hình lúc đó là rất là rối ren. Dạ vâng. Thì bởi vậy Khang Tích Đầu là lúc này là đại tướng Dương Văn Minh sẵn sàng nhận vai trò để thương thuyết với thực hiện hòa giải dân tộc. Dạ vâng. À, vâng, và có ví dụ như là hình chụp ông tướng Nguyễn Cao Kỳ đã họp báo. Vâng. Dạ. Muốn làm một cuộc hội nghị dân hồng, trong đó có ba tướng như là tướng Trị, tướng Toàn, tướng Thắng sẽ ngồi chung với tướng Kỳ. Đó là những cái tin tức mà cái ngày đó dạ vâng. Thì quý vị thấy chúng ta đều biết là ngày 30 tháng 4 ai là ra lệnh đầu hàng, thì chúng ta biết là ông đại tướng Dương Văn Minh, lúc bây giờ là tổng thống Dương Văn Minh. Thì ngày 26 Tây chúng ta vẫn thấy là đây là đại tướng Dương Văn Minh, hình vẫn về hình trên là đại tướng Dương Văn Minh vẫn chụp hình đó. Đây là vẫn nói ông ta là một người tướng, vẫn còn là một ông tướng, và bên đó là tướng Nguyễn Cao Kỳ. Thì chúng ta vẫn nghe nhiều về ông tướng Nguyễn Cao Kỳ sau khi chúng ta ra hải ngoại. Thì đây là những tờ báo cuối cùng. Nhưng mà ngoài ra chúng ta cũng thấy rằng là trận đánh vẫn còn tiếp tục. Dạ vâng. Như là vùng Hậu Nghĩa, Trảng Bàng, dạ vâng, Trảng Bàng giao tranh lớn. Và tiếp tục vẫn còn những cái F5 săn đuổi MiG Bắc Việt trên không phận Tây Ninh. Và nhiều và trang trong cũng vậy. Thì quý vị thấy đây là những tờ báo mà rách rưới hết, vàng óe hết, nhưng mà nó nằm vào trong cái thời kỳ lịch sử mà chúng ta gọi là không có thể nào mà quên được với đối với người Việt hải ngoại của chúng ta, phải không thưa anh? Thì hôm nay chúng tôi xin trình bày như vậy để chúng ta thấy được đây là một cái giai đoạn lịch sử của Việt Nam chúng ta mà những tờ báo này đã viết gì và nói gì vào những ngày cuối cùng. Thì thưa Nam, chúng ta đi qua cái ngày này là ngày 26 và cái ngày cuối cùng chúng ta còn lại trong đây là ngày... Ở đây chúng ta còn một tấm hình. Đó là ghi là ngày 28. 28, dạ vâng. Tức là thì khi mà chúng ta thấy là từ Vũng Tàu, rồi Xuân Lộc, rồi bây giờ này chúng ta trở vào Sài Gòn, đây là Sài Gòn. Thì vào Sài Gòn chúng ta cũng thấy là trận chiến vẫn còn tiếp diễn ngày 28. Và đã sát tới Sài Gòn. Thì chúng ta thấy là các quân nhân đang giúp đỡ lẫn nhau cho những người bị thương. Thì đây là ngày 28 Tây. Đây là đúng là ngày 28 Tây tháng 4. Đây là tấm hình chúng tôi có được vào ngày 28 Tây tháng 4. Sau cái tờ báo là 26 Tây, phải không thưa anh? Dạ vâng. Đây là ngay trở ở chỗ... Cầu Sài Gòn. Cầu Sài Gòn. Dạ vâng. Cầu Sài Gòn. Thì một người lính bị thương đang được cứu giúp bởi một người... Quân y. Dạ vâng. Thì đó là 28 Tây tháng 4, thưa quý vị. Đó là 28 Tây tháng 4. Và ngày cuối cùng chúng ta có được là... Trong cái tờ báo chúng ta có là đúng vào ngày 30 tháng 4. Thì thưa quý vị, nhìn vào tờ báo 30 tháng 4 thì bây giờ này chúng ta thấy là có thể gọi là quá trễ rồi, thưa không anh? 30 tháng 4 chúng ta biết là ngày chúng ta đã... Đối đã, với đã nền dạ. Đệ nhị Cộng Hòa thì ngày 30 tháng 4 là cái ngày gọi là ngày cáo chung. Dạ vâng. Một ngày cuối cùng của nền đệ nhị Cộng Hòa. Dạ vâng. Nhiều người nói là đó là cái ngày mà miền Nam bị bức tử. Dạ vâng. Thì chúng ta may mắn là chúng ta có được một cái tờ báo xuất bản vào sáng ngày 30 tháng 4. Dạ vâng. Báo đó là báo Trắng Đen. Dạ vâng. Báo Trắng Đen. Thì quý vị tiếc thấy là quý vị thấy rõ đó nha, 30 tháng 4. Dạ vâng. À, đây là những hình ảnh phần đầu là những hình ảnh của trận Xuân Lộc, tức là ở trên vấn ta các anh hùng miền Nam cũng đang chiến đấu. Nhưng mà trong đó thì là chúng ta có một vị tổng thống mới. Dạ vâng, thì đây là ông
tân tổng thống, đây là viết rõ ràng là ông tân tổng thống Dương Văn Minh. Thì đây là phó ông tổng thống là Nguyễn Văn Huyên và thủ tướng và là Vũ Văn Mẫu. Dạ vâng. Nhưng mà dưới này vẫn còn một cái tờ báo gọi là Đại tướng Dương Văn Minh, cho nên chúng ta thấy là một người đại tướng lên tổng thống rất là ngắn ngủi, trong một cái thời gian rất là ngắn ngủi. Thì để gọi là gì? Ngưng bắn tức khắc để hòa đàm. Dạ vâng, đây là lời kêu gọi của ông tân tổng thống cũng như là cựu đại tướng Dương Văn Minh lúc bấy giờ kêu gọi. Đó, thì chúng ta thấy là tất cả các tờ báo vẫn còn tiếp tục nói là chúng ta vẫn còn tiếp tục chiến đấu, chưa có một cái lời kêu gọi nào và buông súng cả. Như anh thấy đây là một cái rất là lịch sử. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tống đạt tối hậu thư yêu cầu tùy viên quân sự Mỹ phải rút khỏi Sài Gòn trong vòng 24 giờ. Dạ vâng. Thì thưa quý vị, đây là những tờ báo cuối cùng của nền đại diện Cộng Hòa vào ngày 30 tháng 4 75. Và ngoài những cái cảm chúng xúc ta còn đây. Dạ vâng. Một số hình Sài Gòn giới nghiêm 24/24, chúng ta thấy quang cảnh thành phố như thế nào. Dạ vâng. Thì thưa quý vị thấy đây là những cái sưu tầm mà của ông Nguyễn Trung Nam đã sưu tầm được từ báo chí ở trong nước lúc bấy giờ này. Và chúng tôi xin chia sẻ với quý vị là đối với chúng tôi mà thấy là 30 tháng 4 có nhiều người cho là đã quyết định trước đó vài ba tháng, nhưng mà như quý vị thấy, chúng ta thấy là đối với người dân hoặc là những người mà theo dõi báo chí lúc bấy giờ không thấy được cái sự mất nước của họ vào ngày 30 tháng 4. Và thưa quý vị, là ngoài những cái đó ra, chúng ta có thêm một số hình ảnh rất là đau thương. Thưa quý vị, đây là đúng vào ngày 30 tháng 4. Thưa quý vị, cái hình ảnh này có thể nói là chúng ta chưa có bao giờ thấy qua, hoặc là quý vị có thể thấy qua rồi nhưng mà chưa có được phổ biến nhiều. Đây là một tấm hình một vị tướng một vị trung tá, một sĩ tử tự hạ quyết mình, không có chịu đầu hàng dưới quân cộng sản, dưới một cái tượng, pho tượng. Vâng. Thì để, thưa anh Tiết và thưa quý vị, chúng tôi sẽ xin nói thêm chút xíu về tấm hình này. Tấm hình này thì được chụp bởi một phóng viên Mỹ. Trong này có ghi rõ như thế này. Cái câu đầu là "It's finished", đã xong rồi. Thì nói về ông trung tá, không này không có nói tên ông trung tá là ai, nhưng mà ông trung tá của ti cảnh sát ở Sài Gòn đến trước tượng đài thủy quân lục chiến vào ngày 30 tháng 4 và tự bắn, tự tuẫn tiết. Dạ vâng. Khi nghe tin là Sài Gòn đã thất thủ. Thì ở đây có nói là cái anh phóng viên AP đó là tên là George Esper đã chứng kiến cái cảnh này. Dạ vâng. Và đã nghe chính thân, chính tay, chính cái lỗ tai của ông phóng viên nghe từ ông trung tá nói là xong rồi, it's finished, xong rồi. Sau đó ông bắn từ ông. Và khi mà được chở tới bệnh viện thì là ông đã mất ở bệnh viện. Dạ vâng. Thì chúng tôi được biết rằng là sau này chúng ta biết rằng là vị trung tá này, người ông gọi là mình có thể nói là anh hùng, là trung tá Nguyễn Văn Long. Dạ vâng. Của ti cảnh sát ở Sài Gòn. Thì thưa quý vị, lâu nay chúng ta chỉ biết là năm vị tướng cũng là tuẫn tiết trong ngày 30 tháng 4, là như điển hình là ngoài như ra, tướng Nguyễn Khanh Nam hay là những Nguyễn Khoan Nam. Dạ vâng. Yeah, yeah. Thì chúng ta thấy thêm một tấm hình của một người tá, một vị trung tá. Dạ vâng. Cũng tuẫn tiết trong. Dạ vâng. Yeah. Nhưng mà thì rất là đó là một cái sự kiện mà chúng ta đã chứng nhận được vào những cái hình ảnh và chụp bởi những cái phóng viên tại chiến trường ngày hôm đó. Và những tấm hình sau đó là chúng ta thấy là người dân và những cái ngày tháng 5, tức là 1 tây tháng 5. Dạ vâng, tức là mình đã được tất cả các đoàn quân, các đoàn quân không và đoàn quân miền Nam Cộng Hòa phải đầu hàng. Dạ, thì đây là những cái hình ảnh mà nguyên một cũng như là một tiểu đoàn trong cái vẻ như là tiểu đoàn thủy quân lục chiến ở Đà Nẵng. Dạ vâng. Thì thưa quý vị, đó là những cái mà hình ảnh chúng ta đã thu nhận được. Và cuối cùng là chúng tôi cũng không biết nói làm sao. Hôm nay chúng tôi thấy đó là đối với cá nhân chúng tôi sinh ra trong gọi là trước năm 75 chỉ có mấy năm, cho nên chúng tôi không có chứng kiến được trong cái thời mà gọi là chiến loạn đó. Thì đối với anh Nam thì anh đã là người lớn lên trong cái thời điểm đó. Thì đối với anh trong những ngày cuối cùng thì anh ở đâu và anh làm cái gì và anh có những cái suy nghĩ gì hay là có những cái hồi tưởng gì vào lúc đó không thưa anh? Thưa anh Tiết, kính thưa quý vị. Lúc đó thì chúng tôi, riêng cái chân chúng tôi đang ở tại thành phố Cần Thơ. Thành phố đó, trong giờ phút đó,
là dưới sự chỉ huy của tướng Nguyễn Khoa Nam. Dạ vâng. Thì chúng tôi được biết rằng là mặc dù chúng tôi là dân sự không có nằm trong quân sự, nhưng mà chúng tôi cũng theo dõi và rất là tha thiết và âu lo về cái tình hình. Nhưng mà theo chúng tôi vẫn thấy lúc đó thì tình hình ở miền Tây, nhất là ở Cần Thơ, rất là yên tĩnh. Dạ vâng. Chúng tôi được biết khi mà chúng tôi ra đi đó vào ngày đêm 29 đó, thì chúng tôi ra ngoài đường thì vẫn thấy giờ giới nghiêm, vẫn thấy các công sự chiến đấu của tướng Nguyễn Khoa Nam đã thiết lập để mà tử thủ. Dạ vâng. Yeah. Tức là đối với anh vào trong thời điểm đó là anh cũng chưa có thấy gọi là một cái sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam, đúng chưa không? Thấy tình hình, chưa thấy tồi tệ lắm. Dạ vâng. Tại vì chúng tôi ở miền Tây thì chúng tôi thấy là tình, đúng là miền Tây rất là yên tĩnh dưới sự chỉ huy của tướng Nguyễn Khoa Nam. Thì khi mà chúng tôi đã đi thì sáng hôm sau thì chúng tôi biết là còn chúng tôi còn nằm trên tàu vượt biên, nhưng mà chúng tôi nghĩ là vượt biên tới đảo Phú Quốc mà thôi. Dạ vâng. Chứ không có nghĩ là sẽ đi đâu xa hết. Thì được tin là tân tổng thống Dương Duy Minh ra lệnh đầu hàng, và sau đó là tin của tướng Nguyễn Khoa Nam tự bệnh. Dạ vâng. Thì tôi cũng thấy là anh có thêm một cái cuốn sách ở đó nữa, nhưng mà anh không có cho biết là cuốn sách đó là trong đó có cái gì trong này, thì anh có thể chia sẻ thêm. Chúng tôi xin giới thiệu đến anh Tiết và quý vị. Quyển sách này mà chúng tôi được sưu tầm biết là đó là cái quyển sách của ông cựu tổng lãnh sự Mỹ, ông tên là Francis McNamara. Dạ vâng. Ông này là tổng lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn, ở Cần Thơ. Dạ vâng. Ông là người làm việc cũng như là rất đắc lực, sát cánh với lại tướng Nguyễn Khoa Nam. Dạ thì vâng. Khi mà ông qua Mỹ thì ông viết cái quyển hồi ký này. Dạ vâng. Ông ghi lại những giờ phút mà cuối cùng ông ở Cần Thơ. Dạ vâng. Và trong này rất là hay là như thế này, chúng tôi đọc được là có một đoạn ông vào ngày 28 tháng 4 ông tới gặp tướng Nguyễn Khoa Nam. Dạ vâng. Để mà từ giã. Dạ vâng. Thì cái quyển này á, khi mà cái phần cuối cùng chúng tôi xin được dịch, lực dịch rất là vắn tắt như thế này, là khi mà ông gặp tướng Nguyễn Khoa Nam thì ông thấy là tướng Nguyễn Khoa Nam rất là ưu tư và rất là buồn bã. Thì ông có, chúng tôi xin được lược dịch một cái đoạn đó thôi, một đoạn ngắn đó. Dạ, rất là ngắn gọn, chúng ta không có nhiều thời gian. Dạ vâng. Ông tướng Nguyễn Khoa Nam đã nói với ông tổng lãnh sự này: tôi rất cảm tạ và thông cảm cũng như tri ân những gì ông đã làm, cũng như đã cố gắng giúp tôi và đất nước tôi. Ông là một người bạn rất tốt của nước Việt Nam. Qua một giây phút tạm ngừng, tướng Nam nói một giọng quả quyết, dù không được thoải mái cho lắm: nếu ông phải di tản bất thình lình, xin ông đừng có ý định di tản bất cứ quân nhân nào, nhất là các sĩ quan của tôi. Thôi bây giờ, để tôi mời ông một ly cà phê. Sau khi uống xong ly cà phê, tôi đứng dậy từ giã. Trong thâm tâm tôi tin rằng tướng Nam cũng biết đây là một buổi họp cuối cùng. Wow. Ông biết rõ nhiều tin tức về vấn đề việc miền Nam Việt Nam sẽ sụp đổ hơn tôi nghĩ, cũng như biết rằng cuộc chiến đã gần tàn. Trong một cử chỉ thật hiếm hoi, khi chúng tôi bắt tay nhau, ông giữ tay tôi trong một vài giây phút. Khi nói câu goodbye, ông cười buồn. Đó là cái hình ảnh cuối cùng. Tức là và chính ông tướng Nam cũng biết là biết rõ là tình hình đã rất hết, là đã cứ như là không còn cứu vãn nữa. Thì một phần cuối là tôi thấy là cái câu mà trong cái quyển sách cuối cùng đó, quyển sách cuối cùng ông đại sứ, ông tổng lãnh sự này đó, ông nói một câu rất là hay: đối với tôi, tướng Nguyễn Khoa Nam, chỉ huy trưởng quân đoàn 4, là một vị anh hùng trong câu chuyện buồn này. Dạ vâng. Thì như chúng ta đã biết và là ông đã so sánh tướng Nguyễn Khoa Nam như là tướng Phan Thanh Giản, tự tưởng tiếc khi mà mất thành mất nước. Dạ vâng. Thì thưa quý vị, đó là một cái câu chuyện mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị vào cái mùa tháng 4 năm nay. Thì sau 30 tháng 4 thì chúng ta đã biết rồi, một số đông chúng ta di tản bằng thuyền, bằng đường bộ, và một số đã đi ODP sau này qua Mỹ và qua một cái nước thứ ba khác. Thì đây là một cái hình ảnh cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị. Đây là ngày 9 tháng 5 năm 1975. Đây là một cái con tàu mà con tàu này đã đưa qua đảo Guam, một số người Việt Nam chúng ta qua đảo Guam. Thì chúng ta thấy là đây là cái đợt người di tản đầu tiên qua tới Hoa Kỳ hoặc là những nước định cư khác. Thì đây là cái con tàu mà đưa người Việt Nam chúng ta qua đảo Guam. Thì đó là một cái câu chuyện chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong mùa tháng 4 năm nay. Và cuối cùng, còn biết là chúng ta còn nhiều thời gian nữa, nhưng mà đây cũng là một cái hình ảnh
mà đó là những người, đây là người hình ảnh người ở lại. Dạ vâng. Phải đi kinh tế mới. Dạ đây vâng. Là hình ảnh của một cô gái trẻ phải đi gánh củi ở vùng kinh tế dạ mới. Vâng. Thì hai cái hình ảnh khác nhau, một người ở lại và một người ra đi. Người ra đi thì trên con tàu đông đúc và một người cuối cùng còn ở lại thì một cô bé gánh những cái bó củi như vậy. Và thưa quý vị, còn một cái phần cuối cùng chúng tôi chưa biết là trong cái này là cái gì, nhưng mà anh Nam nói là không cho chúng tôi coi, chỉ có được coi khi mà chúng tôi vào đoạn cuối của cái chương trình. Và hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một cái không biết trong này là cái gì. Thưa anh Nam, thì hôm nay mời anh Nam có thể chia sẻ với quý vị. Hôm nay anh đem cái món quà này chắc phải quý giá lắm đem tới đây với chúng tôi, thì chúng tôi cũng chưa được biết là cái gì. Thưa quý vị, thì mời anh Nam có thể chia sẻ. Thưa anh Tiến, kính thưa quý vị, đây là một món quà mà không phải món quà, là một cái món vật mà chúng tôi rất là trân quý từ bấy lâu nay. Dạ vâng. Đây là lần đầu tiên tôi mới trình bày cho anh Tiếp cũng như quý vị thấy trong cái những cái món vật mà tôi trân quý từ hơn 30 mấy năm nay. Dạ vâng. Cái hộp đầu tiên đó, quý vị nếu mà anh Tiếp nhìn kỹ, đây là cái hộp, chỉ là cái hộp thường nhưng mà bọc lụa vàng. Dạ. Thì nếu mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ thấy oh wow, đó là lá cờ. Dạ vâng. Lá cờ, và trong này là có hàng chữ Việt Nam, Việt Cộng Nam Hòa. Cộng Hòa. Dạ vâng. Okay. Cái hộp này cũng là một cái có một cái sự tích cũng rất là lý thú và ly kỳ. Dạ vâng. Là tôi tình cờ tìm được cái hộp này trong một tư dinh của cựu tướng người Mỹ ở San Diego. Ông này là ngày xưa năm 1963, ông là tướng tư lệnh, tổng tư lệnh Thái Bình Dương. Thái Bình Dương, dạ vâng, tổng tư lệnh Thái Bình tổng Dương. Tổng tư lệnh Mỹ, dạ, ở Thái Bình Dương. Nhưng mà tại sao ông lại có cái này? Hộp này đây là quà tặng của Tổng thống Nguyễn Văn Tị Thiệu tặng cho ông. Tức là cái này là từ Tổng thống tặng từ phụ lại cho Tổng thống tặng cho ông tướng Abraham. Dạ vâng. Mình có thể mở ra coi được không anh? Thì lúc đó tôi lấy cái hộp này chỉ là cái hộp trống thôi. Dạ vâng. Nhưng mà còn lá cờ đây mới là một cái cờ. Đây là một cái lá cờ là đặc biệt. Lá cờ này đúng ra nó không nằm trong cái hộp này. Cái hộp này. Dạ. Mà khi mà tôi tới Mỹ năm 1975, tôi tới Mỹ 1976. Dạ. Thì tôi một hôm đó tôi tình cờ tôi đi gọi là đi tới cái phố đó. Dạ thì vâng. Họ đang bán những cái đồ cổ, thì tôi thấy lá cờ này, tôi dạ mới vâng. rất là thích thú và tôi tò mò, thì tôi muốn mua. Và sau khi cái người mà bán á, cho tôi biết là như thế này, đây là cái lá cờ đem từ Việt Nam, đem từ người Việt Nam, lính Mỹ, dạ vâng, họ đem từ Việt Nam đem về Mỹ. Dạ vâng. Lá cờ này nếu mà chúng ta nhìn kỹ đó là như thế này, cái này là còn những cái này là vết máu đó, đây là dạ vết máu, còn về những vết máu tại vì vẫn còn thấy những cái vết đó máu. Đó là những vết máu. Dạ. Yeah. Wow. Thì nếu mà anh Tiết nhìn đây đó, yeah. quý vị thấy là để là flag of National of Republic of Vietnam, yeah. Thì contract là, number contract tức là contract từ bên này họ đem về. Không, contract tức là các hãng thầu Mỹ, yeah, họ được cái contract của chính quyền, yeah, chính phủ làm những lá cờ này để chi? Wow. Để cho lính Mỹ khi mà tham chiến ở Việt Nam á, phải đem lá cờ này qua để mà treo lên trong các tiền đồn hay là các doanh trại của người Mỹ. Yeah, thì cái đây là cái lá cờ đã được đem tới Việt Nam, đã sử dụng trong các trận chiến. Dạ vâng. Và khi các người lính Mỹ trở về, họ đem lá cờ này về. Wow. Thì đây là một cái lá cờ. Chúng tôi thật là tim chúng tôi đang đập mạnh thưa quý vị. Đây là chắc, một cái lá cờ mà chúng tôi thấy chưa có bao giờ. Chúng ta thấy là còn những cái vết máu còn lại ở trên cái lá cờ này thưa quý vị. Đây là máu thiệt chứ không phải là máu giả đâu thưa quý vị. Đây là chúng tôi cầm mà trong tim chúng tôi đang rung. Dạ. Thì đây là một, thì đây là một cái chứng tích mà à. Chúng ta thấy rằng là một chứng tích lịch sử mà chúng ta, đối với chúng ta, những người đã ở trong thời điểm, dạ, đó và cũng như các thế hệ sau này, tôi nghĩ là chúng ta phải trân quý những cái kỷ vật như thế này. Dạ vâng. Đây, kính thưa quý vị, tiếp đây là lá cờ đã thực sự dùng trong trận chiến. Dạ vâng. Và có những người đã đổ máu vì lá cờ này. Dạ vâng. Bao nhiêu người đã đổ máu vì lá cờ này. Dạ vâng. Bây giờ chúng ta có được trong tay thì, dạ vâng, chúng tôi nghĩ là nó rất là, wow, quý giá, rất, yeah, là quý giá, kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, đó là về câu chuyện của chúng tôi vào ngày 30 tháng 4 năm nay. Và chúng tôi cảm ơn anh Nam rất là nhiều đã chia sẻ với chúng tôi những cái tấm hình và những cái tờ báo, và nhất là cái lá cờ quý giá này cho cái chương trình của VNTV của chúng tôi hôm nay. Một lần nữa, chúng tôi cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi
đi lại một cái chặng đường của lịch sử đau thương của miền Nam Việt Nam từ đầu tháng 4 cho tới ngày cuối tháng 4, mất nước vào ngày 30 tháng 4 năm 75. Và chúng tôi cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi trình bày một cái đường dài lịch sử với anh Nguyễn Trung Nam. Cảm ơn anh Tiến, cảm ơn quý vị. Và xin kính chào quý vị.